Cái bóng này thì nó tỏa nhiệt, nó không thắp sáng, nên là con chim mắt xéo của mình nó sẽ không bị làm phiền quá đến cái quá trình ấp với lại nuôi con của nó. Đây, cái con này nó đang ấp là cái con trống hay con mái nhỉ? Ui, con nở rồi. Con nở rồi các bạn ơi. Ui. Con nó nở rồi kìa. Nở rồi. Ui. Thích nhé, sướng nhé. Là điều đang được tắm này. Sướng chưa? Mày xem nào, để kỹ lưng lên xem nào. Im. Ôi giời ơi, chết thịt nạc da dày ghê chưa này. Ui, bắt cá. Thôi, nó mò cá này con này. Tôi chích. Thôi anh xin chích. Chích đừng làm ăn thế, tôi chết rồi. Cái bể cá của mình nó đang trong như thế này mà nó dám nhảy vào nó mò cá quá không? Hay thật đấy hả Trích? Hả? Thế sao dám ra mò cá của mò hả? Không sợ mò thịt à? Ghê, các bạn nhìn thấy con Trích của nhà mình này, nó béo không này? Béo lú, cái con nào con đấy mình cầm nó lặng lắm các bạn ạ. Trông như thế này nhá các bạn ạ. Nó chưa quên đuổi Quỳnh đâu, giờ nó gặp Quỳnh nó vẫn đuổi như bình thường đấy. Nào, ở đây nhá, không được mò vào cá nữa nhá. Để anh làm tổ cho. Rồi ạ. Đây, ra mò tiếp đi. Đố mày dám ra mò, Ngọc Mai đuổi nó cho bố. Nó lại đuổi lại con. Mình chào tất cả các bạn nhé. Đây, mình đã chuẩn bị làm cho cái con Trích cổ của mình một cái tổ mới để chuẩn bị nó nằm. Rồi sau cái đó là vào cái mùa đông này là nó nằm ở trong này nó sẽ ấm hơn. Nếu mà nó sinh sản thì nó sinh sản luôn ở trong này. Quỳnh, con ra đây con trông hộ nó cái con Trích, bố cái con Trích cổ này. Đây. Con Trích cổ này, con Trích cổ bố. Không phải, cái con này có phải con đuổi con ngày xưa không? Chân, con ở đây con trông cho bố cái bể cá này nhá, không là nó nhảy vào là nó mò hết cá của bố đấy. Ra ngồi đây trông. Một cái, ok. Rồi, ok. Hai chiếc tổ xinh xắn, ở về bên này một tổ và về bên này một tổ. Sau khi mình làm xong ấy thì cả bốn cái chiếc cồ là đều tự chui vào chuồng hết này. Vì là căn bản chúng nó ở trong chuồng này, nó giờ nó thành cái thói quen rồi. Mình cứ mở cửa là nó tự ra rồi nó lại tự vào thôi. Tại sao mình phải rốt Trích cổ này? Bởi vì là nó nhảy ra ngoài là nó rỉa hết cái lông của con đà điểu, cho nên là mình phải làm cho nó một cái lồng để rốt. Còn nếu không á, nó mà không mổ lông đà điểu thì mình vẫn cứ thả nó tự do như là những ngày trước ấy. Rồi, đây là một cái bóng điện bằng gốm các bạn ạ. Nó chỉ tỏa nhiệt thôi chứ nó không phát sáng. Cái con chim mắt xéo của mình nó cũng sắp lở rồi. Mình sợ là tí nữa khi mà nó nở thì lại đúng cái đợt mà nó rét sâu quá, thì mình muốn lắp cho nó một cái bóng này để treo lên trên đỉnh kia kìa, cho nó trũng thấp xuống. Cái bóng này thì nó tỏa nhiệt, nó không thắp sáng, nên là con chim mắt xéo của mình nó sẽ không bị làm phiền quá đến cái quá trình ấp với lại nuôi con của nó. Đây, cái con này nó đang ấp là cái con trống hay con mái nhỉ? Ui, con nở rồi. Con nở rồi các bạn ơi. Ui. Cái con này nó đánh này. Ui, con nó nở rồi kìa. Đây là con vợ, cái con chồng nó đang trông con nó. Lở rồi. Ui, thật sự là mình đang định vào để mình thắp cho nó cái bóng này các bạn này. Nó lở, mình nhìn thấy cái con đen xì rồi. Cái đây là cái con vợ, cái con này thì nó không đánh mình đâu, nó hiền lắm. Ui, sau khi mà biết tin thì con chim nó lở, tại sao mà mình cảm giác nó vui mà cái gai ốc nó nổi lên. Nó lở rồi các bạn ạ. Đây. Cái con bố nó đang trông con nó đấy. Đây. Tốt quá rồi. Thế là cái việc mà mình chuẩn bị cho nó một cái bóng này cũng không phải là quá muộn các bạn ạ. Đúng cái tầm mà con chim nó nở. Để mình xem nào, nó nở được mấy con nhưng mà không dám đến gần. Đây là cái con vợ nó này, nếu phải con bố nó đánh mình ghê lắm. Nhưng mà con bố chắc bây giờ nó đang bận trông con ở trong kia, đâm ra là nó tạm thời nó tha cho mình đấy. Mình lúc lấy vào mình còn phải vừa đi vừa nhìn xem là có con bố ở đâu không, sợ nó nhìn thấy mình nó nhảy ra đánh mình, nhưng không ngờ là con bố nó đang ấp ở đây. Ui, con nó nở nhìn đẹp lắm. Tốt rồi, từ từ các bạn ạ, để mình lắp cho nó cái bóng điện ăn sau tính sau. Đây, anh xả. Tốt rồi. Đó,
Vậy là mình đã lắp xong cái bóng rồi. Cái bóng này là màu đen, nó chỉ phát nhiệt thôi và nó không phát sáng, thì nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cái quá trình sinh hoạt của cái con mắt xéo mà nó nuôi con của mình. Đây, để mình cho nó ăn một tí để nó lấy cái nó bón cho con nó nhé. Ăn đi. Đây là cái con mắt xéo cái, nó hiền lắm. Ăn đi, ăn đi. Con nó đang ôm chặt ở trong lòng các bạn ạ. Nó lẫy, nó thò đầu ra nhưng mà giờ nó lại thụt vào rồi. Hình như là cái quả trứng mà nó lẫy nó mổ mỏ, giờ nó lở hẳn rồi các bạn ạ. Đây, ăn ăn đi để lấy cái nuôi con này. Có khả năng là mình phải làm cho nó một cái hũ thức ăn ở ngay cạnh đây các bạn ạ. Để tiện cái việc mà cho con mẹ nó chăm con, với lại mẹ nó đỡ phải nhảy ra khỏi tổ nhiều ấy, thì nó sẽ làm cho con nó bị lạnh. Hôm nay gió bắc nó về mất rồi. Trời nó hơi lạnh đấy. Ăn đi. Này. Con mẹ nó cũng có vẻ lo rồi đấy. Ờ nó không ăn mấy, nó không ăn mấy. Để bây giờ mình vứt cái sâu quy ra ngoài đã. Rồi ta. Mình xem nào. Cái con mẹ nó lành thì mình xem được, các bạn yên tâm nhá. À đây. Mình xem lốt lần này, sau lần sau là mình xem bằng cam. Mình cũng hào hứng để mình muốn nhìn cận cảnh, và thứ hai nữa là để cho các bạn xem những hình ảnh nó rõ nét hơn. Thì chẳng may mà có mạo phạm đến cái tổ của nó thì mong các bạn hết sức thông cảm nhé. Đó là cái điều mà mình cũng nửa muốn và nửa không muốn. Đây đây. Đây đây đấy, cái con mẹ nó hiền chưa? Để để mình xem là cái. Ui gió bắc nó về to quá. Đây này. Ui nó lở được hai con rồi này. Ui cái con vừa lấy mổ mỏ lở rồi. Wow, ngon, đẹp chưa? Xinh, con bé cu bé. Con mẹ nó đang ăn vỏ trứng đấy. Nó đang ăn vỏ trứng để nó cho nó làm sạch tổ ấy. Ui, tốt chưa? Ngon, nhìn đẹp thật. Ôi, cái con nó làm gì này? Nó đang làm gì ấy? Đẹp thế nhỉ? Vui lắm các bạn ạ. Nó, cái con này khi mà nó lở ra nó nhỏ hơn cái con bố mẹ nó ngày xưa hay sao ấy. Ờ bởi vì là lứa trứng này là lứa trứng so. Ôi thôi chết rồi, nó đòi nhảy ra ngoài này. Chết rồi. Cái tổ này nào, cái tổ mà mình tự làm cho con mắt xéo các bạn ạ. Đâm ra là nó hơi cao, mình cũng đang lo cái việc mà cái con chim non này nó có thể nhảy ra ngoài. Còn bình thường nếu như ở ngoài tự nhiên ấy, cái con chim mắt xéo này nó làm tổ thấp lắm, nó không làm cao như thế này đâu. Đây cái con nó đang đòi ăn đấy. Không biết là mẹ nó có liệu có biết bón không nhỉ? Chắc là nó biết chứ nhỉ. Đẹp chưa? Vì bà vì cu tè thế. Wow. Ngoảnh mặt về đây nhìn con cái. Xéo. Ngoảnh mặt về đây nhìn con cái. Ngoảnh về đây. Đây. Đúng rồi, ngoảnh thế, ngoảnh thế. Đúng rồi. Thế. Nó đang nọc hết cái vỏ trứng đi đấy. Ờ nó ăn cái vỏ trứng này cũng tốt. Chắc là nó cũng là cái bản năng của nó ấy. Nó ăn vỏ trứng để nó lấy thêm chất nó nuôi con nó đấy. Đây nhỉ. Đẹp thật. Phải nói là đẹp đẹp. Cam vứt đi, cam vứt đi. Nó cam nó vứt đi đấy. Nó đang chuẩn bị để nó cam nó vứt đi sao ấy. À không phải, nó nhìn cái gì ấy. À nó cam nó vứt đi các bạn ạ. Khôn không? Nó cam nó vứt đi này. Kìa. À nó xuống khi nó ăn. Nó ăn nó nhúng nước để cho nó mềm, nó ăn dễ hơn. Ui. Nhanh nhanh lên lên với con đi, không chết rét rồi. Đúng rồi, nó lên rồi đấy. Lên đi. Nhanh. Đấy đấy. Ui có con nó cái nào nó không rời tổ luôn các bạn ạ. Nó không bỏ tổ nó luôn. Nó đi một cái nào nó về luôn. Rồi. Mình vui quá đó mà mình xem hơi lâu. Bây giờ mình phải di chuyển ra ngoài để mà làm cho nó một cái hũ thức ăn ở ngay cạnh cái tổ của nó nhé các bạn nhé. Vui quá, vui quá. Ăn đi. Ồ, cái con này nó thích ăn dế hơn các bạn ạ. Mình cho sâu quy nó không ăn mấy nhưng nó ăn dế mạnh hơn này. Tốt rồi. Đấy, ăn thần đực đi, nhà nhiều lắm, yên tâm cứ ăn thần đực mà nuôi con đi. Không phải lo nghĩ gì cả. Anh làm phiền một tí thôi là anh đi luôn giờ đây. Nhé. Đây. Làm phiền có một tí thôi là anh đi luôn. Đi luôn giờ đây. Cái này có vẻ nó hơi chật, hơi làm phiền đến cái tổ nó nhỉ.
Đấy. Rồi. Rồi anh giữ cho. Đấy đúng rồi, ăn thần đực đi. Đấy, ăn rồi xong bón cho con nhé. Tốt rồi, tốt rồi. Cái sâu quy này nó không ăn mấy các bạn ạ. Nó ăn cái con dế này mạnh hơn này. Wow, ghê, nó thút nút vào mồm nó ghê chưa. Ăn thần đực đi. Ăn ăn đi. Ăn đi và nuôi con nhé. Ngoan lắm, đây nó ngoan như con gà này các bạn này. Đấy, thôi thôi được rồi. Đây cái con nó thò đầu ra này. Wow. Cái con kia vừa mới nở nó bị dính cái vảy của quả trứng ở trên đỉnh đầu. Chắc là từ gần tối là nó lở hết rồi các bạn ạ. Nó khi mà nó đã lở ấy, nó lở nhanh lắm. À, vậy là cái ngày ấp trứng mà bao lâu thì nó lở thì các bạn có thể xem ở cái video đầu tiên của mình khi mà phát hiện cái con mắt xéo nó đẻ nhé các bạn nhé. Đấy, cái video đầu tiên cái con mắt xéo nó đẻ và đến hôm nay là bao nhiêu ngày thì từng đó ngày là cái con mắt xéo nó lở đấy, chính xác 100%. Tốt rồi, tốt rồi. Thế thôi. Bây giờ mình ra mình làm việc khác đây. Em cũng im nhá, không được đến gần tổ nó nhá. Đến gần tổ nó giờ nó mổ đấy, biết chưa? Xéo ngoan nhá. Đấy. Đấy. Ở đây, ở đây. Ở đây. Đi. Anh làm. Ôi dồi ôi, cái con hấp kia. Mày hấp vừa thôi, mày nghịch thế thì ngã gãy mẹ chân đi. Ghê chưa. Ngã hay là mình giật mình. Mình băm cái na bèo này cho nó ăn đi. Nhưng mà giờ nó đang chơi này là nó không ăn đâu. Nó mải chơi lắm. Tẹo lửa nó mới nhảy vào nó ăn. Hoặc là lúc nào mà nó khoái khoái rồi mới ăn cơ. Hai con ngáo ngáo hấp hấp vậy. Hôm nay mình băm hơi ít. Bởi vì là ngỗng với vịt là mình đuổi ra ngoài đồng rồi. Độc mình đã điểu ở nhà thôi. Mình chỉ cho nó ăn từng này thôi. Rồi sau đó còn ăn thêm cám với lại thóc mình cho ở đây nữa mà. Rồi ok, để đấy. Để mình thăm mấy con thỏ của mình cái xem nào. Thỏ đẻ này. Mắt xéo lở này. Vui lắm. Đây. Ui. Mấy con thỏ của mình hôm nay các bạn nhìn này nó có to hơn nhiều không này. Ngon. Đẹp chưa. Ôi nó có cái bóng điện ở đây đó mà. Cái máy quay nó cứ bị nháy 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 nháy. Đấy, mình mở ra để cho con mẹ nó vào. Để cho con bú anh nhé. Cái thời gian gần đây á, một số bạn bảo mình rằng là anh thả thêm cái bèo lục bình vào trong cái ao của mình để cho nó cung cấp thêm cái nguồn thức ăn cho những chú cá. Và thứ hai nữa là cái rễ bèo lục bình ấy, nó có tác dụng là lọc nước và làm sạch cái nước của anh hơn. Mình nghe cũng hợp lý. Khả năng hôm nay là mình sẽ đi kiếm thêm ít bèo để mình thả vào đây các bạn ạ. Với lại nếu như thả bèo vào đây ấy, nó có tác dụng như các bạn vừa nói lúc nãy ấy. Và cái thứ hai nữa là các bạn biết rồi, chích cồ này, đà điểu này, ngan vịt ngỗng nhà mình là nó ăn bèo rất là tốt. Mà cái bèo là cái nguồn thức ăn chính cho những cái con vật đó. Thì mình thả bèo xuống đây vừa có tác dụng là lợi tốt cho ao này, vừa thứ hai là cung cấp thêm nguồn thức ăn cho những cái con chim chích cồ mấy đà điểu của mình. Hợp lý phết đấy nhỉ. Thả lên đây, ví dụ lá mai nó lan rộng ấy, thì mình cứ ăn đến đâu mình hái đến đấy. Thế là không phải ra ngoài đồng nữa. Chắc là mình phải xuống xóm dưới để hái bèo các bạn ạ. Ở ngoài kia cũng có bèo, thế nhưng mà bèo ngoài đấy nó già rồi, cái rễ của nó bị thối rồi. Giờ mình mà vứt cái bèo đấy xuống đây thì vô tình lại làm cho cái nước này nó bẩn hơn. Cái bèo ngoài kia là mình chỉ lấy cẳng thì được thôi, còn nếu mà lấy cả rễ thì không được. Đấy thì mình phải xuống xóm dưới mình lấy ít bèo. Bèo ở xóm dưới chỗ những cái ao mà mình nhìn rồi, nó non lắm. Ok, đây chính là cái khu vực mà mình muốn lấy bèo này. Bèo ở đây nó rất chi là trong và cái rễ bèo nó ít các bạn ạ. Đâm ra là mình thả xuống ao nó hợp lý. Vì cái chân của mình nó bị đau ấy, hôm nọ đi cào hến thì là nó bị bật mất móng chân đấy các bạn ạ. Nhìn nó ấy lắm. Thì giờ mình không lội xuống đây được. Nếu mà lội xuống mình cứ thế mình ôm mình vứt lên thì nó nhanh hơn. Thì thôi đành phải lấy một chiếc cào hến đây này. Rồi mình ném xuống mình lại nôi cái bèo nó lên. Đành phải vậy thôi, chân đau làm nào được.
À, lại quảng như quảng hến thôi, nhưng mà không cần dây quá dài, mình buộc ngắn cái dây lại tí. Ây da da, phát này tham tham ném hơi xa nhưng mà. Ây da, ây da. Chẳng mấy chốc mà đã đầy cái xe bò rồi. Cái này mình để luôn cả cái cào ở đây luôn. Đấy. Ok. Mình phải cho cái xe máy ra kia các bạn, bởi vì ở đây là cái đường chính người ta đi lại cũng nhiều ấy. Mình để xe máy ở đây là nó bị vướng đường. Đấy. Tha hồ rồi. Từng này thôi, nếu như mà mình thả xuống ao sau đến lúc mà nó lan ra cũng nhiều phết đấy các bạn. Em lấy veo về cho cá gì ạ? Ui ui, vỡ mất chậu rồi. Tí ngã. Đã xong. Gió bắc nó thổi mạnh. Mình vừa vứt mấy cái bèo ở phía đằng kia, bây giờ nó lại trôi dạt hết về phía này rồi. À, thế này thôi các bạn ạ, từng này bèo là mình thấy cũng đã khá đủ rồi. Bởi vì sau này bèo nó còn lan ra nữa. Nếu mình thả nhiều quá sau này mà nó lan nhanh ấy, thì nó sẽ làm cho cái mặt nước của mình nó bị thiếu oxy. À, cái việc thả bèo này như mình nói lúc đầu ấy, là nó vừa có tác dụng là làm trong nước này, lấy thức ăn cho những cái con đà điểu hay là ngỗng của mình. Và cái thứ hai nữa là nó cũng có một cái chút tác dụng là làm cho cái mặt nước của mình vào mùa đông này nó sẽ không bị lạnh buốt quá các bạn ạ. Tức là nó giữ cái nền nhiệt độ của cái ao của mình ấy, thì làm cho những con cá của mình nó tốt hơn. Xong rồi, bây giờ là mình sẽ triển khai là liên hệ cái chỗ người ta bán cá chấm đen để xem là liệu mình có mua được sớm không. Không tí nữa mà vào mùa rét quá là thả xuống đây nó cũng sẽ không được tốt lắm. Bây giờ nó còn chưa được rét, chưa rét lắm ấy. Thì bây giờ mình về đó để mình liên hệ cái chỗ bán cá giống đã. Chú ở nhà chú? Trồng rau hả chú? Bà nhà bà ơi. Thế cái chỗ mà bán cá cho cháu thì người ta bảo nào hả chú? À, mai ngày kia người ta bắt thì người ta điện. Vâng vâng, thế thì cháu đợi cũng được. Vâng. À thế chú tìm được đất để chở cho nhà cháu chưa? Vâng vâng. Đây là sau đi theo đường này đấy ạ. Thế là phải đổ vào đây mất tầm nó khoảng 2 xe đất nhỉ chú nhỉ, thì mới xuống được. Vâng. Thế thôi cháu về đây. Thế sau chú điện cho cháu nhé, hoặc điện cho bố cháu hộ cháu nhé. Vâng. Mình đang đứng ở khu vực này, các bạn có tưởng tượng được rằng là nó là cái khung hình nào ở gần nhà mình không? Đây chính là cái khu vực ngay cạnh vườn hồng mà đằng sau nhà mình đấy. Thì cái ruộng này là cái ruộng mà ngày xưa mình bắt được cái tổ trứng của cái con chim mắt xéo bố mẹ nó bây giờ đấy. Thì ở chính cái ruộng này này, lúc bây giờ là bão nó đổ lúa, sau cái tổ trứng nó bị làm xẹp xuống đất, thế là bố mẹ nó bỏ ấy. Thế là mình mới lại nhặt mang về ấp, thế là nó lở ra cái đàn chim mắt xéo của mình bây giờ đấy. Còn về cái vườn hồng này của mình thì hôm nay nó không được đẹp như mọi hôm nữa, bởi vì mình cắt hết hoa rồi, để dưỡng cây vào cái dịp Tết thì nó sẽ đẹp hơn. Với lại khả năng là đợt này cũng sẽ phải dọn nó đi rồi để mà lấy đường đổ đất ấy. Mình đã tính rồi là mình sẽ không nuôi cua hoặc là nuôi lươn ở ngoài kia nữa, bởi vì nếu nuôi cua nuôi lươn ấy thì sau này mình đổ đất vào đó nó rất khó. Cả một năm nó chỉ có một cái mùa này để mà mình đổ đất thôi, còn những cái mùa khác là toàn bộ cấy lúa hết rồi, cho nên là mình tận dụng thôi thì để tránh nhỡ mất một năm đi. Có năng là mình sẽ không nuôi cua lươn lươn nữa, mình đổ đất toàn bộ khu vực kia với lại đây tăng cao lên để sau này mình có trồng cây gì thì nó dễ dàng hơn đấy. Nếu mà mình có thích làm chuồng trại nuôi con gì thì nuôi tiếp ở trên này, và xong cái đó là tận dụng đất ở đây để mà trồng hoa màu, ví dụ như là cây dưa, cây rau, cây đậu đỗ để mà vừa phục vụ gia đình mà lại vừa thứ hai là lấy thức ăn cho những cái con thú của mình đấy. Thì sau này nếu chở đất thì sẽ phải đi qua khu vực này, đi qua vườn nhà chú đây, và chú cũng trực tiếp chở cho mình luôn đó. À thôi, để bây giờ mình về mình chuẩn bị chuồng để mà tách cái con chuột lang ra các bạn ạ. Cái con chuột lang của mình nó cũng có bầu rồi. Kể từ cái ngày mà mình mua thêm một cái con chuột lang cái ấy, kìa kìa các bạn này. Đây nó đang ở đây này. Đấy. Là hai con chuột lang đó là nó cứ đi với nhau rồi, thành ra là cái con chuột lang màu khoang đen trắng này của mình là nó cứ buồn rầu từ cái ngày đấy đến giờ các bạn ạ. Kể cũng tội cơ, bởi vì là trước đó là nó có hai con đấy.
mình có hai con cũ nó chơi với nhau thân lắm, nhưng bây giờ là từ ngày có con mới về là cái con kia nó đi theo cái con mới mua rồi, giờ một con này ở lại một mình là nó buồn này, lúc nào nó cũng cứ lủi thủi ngồi một mình này, kể cũng tội cơ. Hay là mình mua thêm cho nó một người bạn mới nữa nhỉ, hay là thế, mua thêm một người bạn mới để mình tách nó ra rồi xong cái đó là lại cho chúng nó sinh sản tiếp. Đây, nó cứ lủi thủi một mình này, còn hai con kia là nó đi với nhau rồi. Đâu hai con kia nó đâu ấy nhỉ, nó chạy đằng nào nhỉ? Đây, nó đi với nhau, nó bỏ con này nó không chơi cùng nữa rồi. Đây đây đây, kể hai con này suốt ngày nó giúp nó hú hí với nhau, làm cho con kia nó cứ lủi thủi. Khổ. Đây. Cái con mình mới mua là cái con nó nhỏ hơn đấy, đấy đấy. À đâu, đúng rồi, cái con mình mới mua là cái con này này, nó to hơn rồi. À hôm nay to hơn, bụng to rồi, khả năng là sắp đẻ mình tách ra là hợp lý đấy các bạn ạ. Cái hôm mình mua về nó nhỏ hơn con của mình, bây giờ nhìn nó lại to to hơn rồi này. Đấy, suốt ngày hai đứa nó đi với nhau nhá, suốt ngày đi với nhau, bỏ thằng này một mình cô đơn, kể cũng tội nó cơ. Nhìn thương thế. Thôi các bạn ơi, có khả năng là mình kết thúc video ở đây để mình chuẩn bị làm chuồng trại cho nó ở cái video sau nhá. Bởi vì bây giờ là trời cũng đã muộn rồi, mình còn nhiều việc khác nữa. Rồi trong cái đó là mình tính thêm mua thêm một con chuồn lang nữa đấy các bạn, để về làm bạn với con này cho nó đỡ buồn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.